Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là cuối tuần tại Hoa Kỳ Ngày thứ bảy bây giờ là khoảng trưa uh, tại Hoa Kỳ Thì uh, hôm nay Thuận sẽ không có dành thời gian để mà chia sẻ những cái tin tức với các bạn Thuận muốn làm một cái video ngắn để chia sẻ một câu chuyện với các bạn Thì uh, câu chuyện này đây có thể là nhiều bạn cũng đã từng đọc ở trên mạng xã hội Thuận đã chia sẻ rồi Nhưng mà Thuận biết là không phải bạn nào cũng đi theo dõi mạng xã hội của Thuận Capital Cho nên Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ câu chuyện này Đây là một câu chuyện mà Thuận hy vọng có thể mang đến một góc nhìn cho các bạn uh, và các bạn có thể áp dụng được câu chuyện này trong nhiều lĩnh vực và đương nhiên trong đó có lĩnh vực đầu tư thì đây là một câu chuyện đó, bắt đầu từ một giáo sư kinh doanh tại trường đại học Stanford thì Stanford là một trường đại học mà các bạn nhìn thấy màn hình đó là một trường rất nổi tiếng. À nhiều bạn cũng đã biết đến, nhưng mà nào mà không rành đó thì trường đại học Stanford là trường đại học đó xếp hạng dựa theo Times Higher Education là xếp hạng thứ nhì ở trên thế giới chỉ đứng sau lưng uh, trường Oxford và đứng trên cả trường Harvard. Dựa theo bảng xếp hạng này thì uh, trường đại học này đó có một giáo sư kinh doanh năm 2009 cho đây cũng lâu rồi. Thì giáo sư này đã muốn làm một cuộc thử nghiệm. Cuộc thử nghiệm này đó có tên là 5 đô la. Thì uh, Giáo sư này chia cái lớp của mình thành 14 đội Và mỗi đội đó sẽ có 5 đô la và 2 giờ đồng hồ Và 14 đội này đó họ sẽ cùng nhau thi đấu Và cách thi đấu cũng rất đơn giản Đội nào mà kiếm được lợi nhuận cao nhất thì sẽ chiến thắng Thì mỗi đội đó sau khi mà đã xong cuộc chơi này rồi Thì mỗi đội sẽ thuyết trình cách làm của mình Sau khi mà kết thúc Thì uh, các bạn nghĩ kết quả ra sao Chúng ta sẽ nhìn vào kết quả Thì đầu tiên chúng ta hãy nói về những đội mà đã thua Thì những đội đã thua đó họ làm gì Thì phần lớn đó trong số của họ họ cố gắng mua cái mặt hàng rồi bán lại với cái giá cao hơn có nghĩa là họ dùng 5 đô la đó họ đi mua cái gì đó trong căng tin hay là trong siêu thị rồi họ lên trên đường phố để mà bán lại với giá cao hơn để kiếm lợi nhuận giống như là họ mua cái gì đó 5 đô la rồi họ lên trên đường phố bán lại với giá là 8 đô la và cứ tiếp tục như vậy thì tuy là họ cũng có lời nhưng mà lợi nhuận của những cái đội này đó rất là thấp và đây là những đội mà đã thua thì chúng ta bây giờ hãy nói tới cái nhóm sáng tạo hơn thứ nhì thì nhóm sáng tạo thứ nhì này đó họ nhận ra là 5 đô la chủ yếu đó là một cái sự phân tâm vì họ chỉ nghĩ cách kiếm tiền trong vòng 2 giờ mà thôi Họ không quan tâm đến 5 đô la nữa Đó chỉ là một cái phân tâm Họ muốn tập trung vào kiếm tiền Thì cuối cùng đó họ đã nghĩ ra một cách Đó chính là họ đã đặt chỗ Tại một cái nhà hàng Rồi sau đó đó họ bán cái chỗ đặt của mình Cho những người nào mà không muốn chờ đợi Thì họ kiếm được lợi nhuận tốt hơn Bằng cách làm này của mình Cho nên họ đã kiếm được lợi nhuận cao hơn Là cái nhóm của cái đội đầu tiên Nhưng mà cái đội chiến thắng đó Thì họ làm cách nào để kiếm được lợi nhuận cao nhất Thì đội chiến thắng đó họ sáng tạo hơn họ không chỉ nhận ra là 5 đô la đó chủ yếu là một cái sự phân tâm mà họ cũng nhận ra là có một tài sản quý giá ẩn chứa trong thử thách này. Đó là gì? Đó là thời gian thuyết trình khi mà họ đã xong cái cuộc thi đấu này thì họ có thời gian để mà thuyết trình cách làm của mình. Đây đó là một trong những cái tài sản quý giá mà họ nhận ra được. Thì tại sao lại gọi là tài sản quý giá? Tại vì nhận thức này đó dẫn đến việc là họ tiếp cận những công ty địa phương cung cái tiền dự quảng cáo trong thời gian là 3 phút cho buổi thuyết trình của mình và sau một số lần thương lượng đó họ đã chốt một thỏa thuận với giá là 650 đô lợi nhuận của họ đó là 12.900% từ 5 đô la ban đầu thì nhóm này đó đã là nhóm chiến thắng thì chúng ta có thể thông qua bài học đơn giản này đó để xem coi là chúng ta nhận được gì thì hãy linh hoạt và đừng suy nghĩ trong khuôn khổ phần lớn những thứ chúng ta tiếp cận đó có thể chỉ là một cái sự chi phối mà thôi Điều thứ ba, bạn cũng có thể có những tài sản mà bạn thậm chí không biết là mình có. Điều thứ tư, suy nghĩ theo cách logic chưa chắc là sự lựa chọn tốt. Và các bạn cũng nên tự hỏi bản thân mình là nếu như mà ai cũng làm, mình cũng làm thì lợi thế của mình là gì? Các giả định của bạn là gì? Điều thứ ba, bạn nên tự hỏi bản thân mình là có phải bạn đang chú tâm vào sai chỗ hay không? Điều thứ tư đó là có điều gì đó mà bạn không nhìn thấy hay là không? và chúng ta có thể nghĩ đến đầu tư nhất là lĩnh vực crypto hay tất cả những lĩnh vực khác thì chúng ta có thể thấy được là trong đầu tư cũng vị, giá cả lên xuống hàng ngày tin tức liên tục đó có thể chỉ là một sự chi phối mà thôi zoom out thì các bạn mới thấy được sự thật và chúng ta cũng có thể nghĩ đến là phần lớn những thứ chúng ta tiếp cận đó, hàng ngày có thể chỉ là chi phối cái tư tưởng các bạn mà thôi các bạn đã phân tích các bạn đã tìm hiểu kỹ trước khi mà các bạn quyết định đầu tư vào một cái tài sản nào và nhất là đầu tư lâu dài thì những gì xảy ra hàng ngày đó có thể chỉ là cái sự chi phối giá lên giá xuống đỏ đỏ xanh xanh nhưng ta có tin tức này tin tức kia đó thật ra những tin tức đó nó chỉ dùng để mà làm các bạn lung lay lòng tin của mình mà thôi cũng giống như là trong cuộc thử thách này là cái đội chiến thắng họ nhận được là họ có cái tài sản đó chính là cái thời gian thuyết trình sau khi mà kết thúc cuộc thi thì bạn cũng có thể có những tài sản bạn thậm chí không biết là mình có, giống như thường đã từng chia sẻ với các bạn những bài nào mà nhất là còn thời gian đầu tư dài hạn, có thu nhập ổn định Thì một trong những lợi thế mà các bạn có đó chính là thời gian đó là một lợi thế cực kỳ quan trọng trong cái lĩnh vực đầu tư Tại vì thời gian cộng với lại lãi kép chính là phương thức để các bạn có thể chiến thắng dài hạn. Và trong cái thời buổi này đó, lúc mà chúng ta đều được thị trường không được tốt đó, rất nhiều bạn đang muốn biết là đáy ở đâu, đang ước tính xem là 17.500 đô đã đáy hay chưa, hay là vẫn chưa phải, có phải là BD sẽ xuống tới 12.000 đô, 10.000 đô như nhiều người nói hay là không. Cho nên đang muốn xem coi làm sao chúng ta biết được là đáy nằm ở đâu. Thì nếu chúng ta chú tâm vào cái phần đó đó thì không phải là sai, nhưng mà có thể là chú tâm vào phần đó quá nhiều chúng ta sẽ bỏ lỡ đi cả một cái nhìn khác Giống như bạn này ở trên Twitter comment thông cảm thấy là cũng rất có ý nghĩa đó chính là chuyến tàu lúc đêm muộn chưa chắc là chuyến tàu cuối cùng trong ngày nhưng mà chuyến tàu cuối cùng thường là vào lúc đêm muộn. Việc của ta đó là xác định được ban đêm hay là ban ngày không chắc chắn là đêm hay trưa đó thì chỉ cần trời không sáng thì vẫn là có lợi thế Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Và tôi muốn chia sẻ thêm một ví dụ nữa với các bạn Đây là cái ví dụ liên quan tới McDonald Thì các bạn cũng đã biết McDonald là một công ty bán hamburger rồi Nhưng mà có phải McDonald là công ty chuyên về bán hamburger hay không? Hay là họ kinh doanh cái gì? Thì có thể là câu trả lời đó sẽ làm cho các bạn có một sự bất ngờ Nhất là những bạn nào mà chưa có xem cái bộ phim The Founder Hay là chưa có đọc những thông tin liên quan đến McDonald Chúng ta nhìn vào ví dụ McDonald's đi Thì người tiêu dùng đó thường họ nghĩ đến McDonald's như là một cái nhà hàng thức ăn nhanh bán hamburger Nhưng mà trong giới kinh doanh đó McDonald's được coi là một công ty bất động sản Thì tại sao vậy? Trong khi McDonald's đã bán hơn 1 tỷ bánh hamburger cho khách hàng trên khắp thế giới 85% cửa hàng của họ đó đã thuộc sở hữu của những người mà chủ chi nhánh Cũng như là họ bán bản quyền cho người ta có thể kinh doanh McDonald's dùng cái thương hiệu của họ thì chủ chi nhánh đó trả tiền để sử dụng thương hiệu McDonald's các quy trình tập quyền và các món ăn trong thực đơn đã đăng ký nhãn hiệu. Nhưng mà không giống như là các nhượng quyền thương mại khác, McDonald's sở hữu khu đất mà các cửa hàng được xây dựng bên trên. Giữa hamburger và đất đó, McDonald's kiếm được nhiều tiền hơn. Cứ nhìn đất để thường chia sẻ rõ hơn với các bạn về việc này. McDonald's sở hữu hàng nghìn mảnh đất bất động sản nổi tiếng trên toàn cầu, từ Times Square của thành phố New York cho đến West Square của Moscow. McDonald's đã mua bất động sản đắc địa khắp nơi trên thế giới các chủ chi nhánh trả cho McDonald's một phần doanh thu của mình, nhưng một phần lớn hơn nhiều trong doanh thu của McDonald's đã đến từ tiền thuê bất động sản của các chủ kinh doanh chi nhánh đó. Và McDonald's thì vẫn tính tiền bản quyền đối với doanh số bán hàng của chủ chi nhánh, nhưng mà hưởng nguồn doanh thu tốt hơn nhiều từ việc cho thuê gần 33.000 nhà hàng thuộc sở hữu của các chủ chi nhánh có nghĩa là sao có nghĩa là đó các bạn thì được là những người mà muốn có chi nhánh McDonald họ cần phải đưa ra một con số tiền rất lớn con số tiền đó đó là đưa cho McDonald để mà mua cái bản quyền của McDonald McDonald thì ngược lại dùng số tiền đó để mà đi mua bất động sản rồi sau đó đó xây lên cái tiệm McDonald rồi giao cho chủ chi nhánh đó nhưng mà mảnh đất đó là thuộc về của McDonald's thì chủ nhánh đó đâu ngoại trừ là chích ra một phần doanh số bán hàng họ cũng phải trả tiền thuê đất và đó là lý do tại sao mà người ta nói McDonald's là công ty bất động sản tại vì thu nhập McDonald's đó, phần lớn đến từ tiền thuê đất của chủ chi nhánh chứ không phải là đến từ bản hamburger giống như là trong bộ phim đó, The Founder, đây là bộ phim năm 2016 về lịch sử của McDonald's đã giải thích một cách ngắn gọn bạn không thể xây dựng một đế chế dựa vào việc kiếm lời 1.4% mỗi lần bạn bán cái bánh hamburger chỉ 15 xu mà thôi Đương nhiên đây là nói về thời điểm trước đó của McDonald's Bạn xây dựng một đế chế bằng cách sở hữu mảnh đất mà người ta làm ra cái bánh mì hamburger đó Cho nên trong vòng bao nhiêu năm qua đó biết là bao nhiêu người, biết là bao nhiêu doanh nghiệp muốn xóa ngôi McDonald's Nhưng mà họ có thể làm bánh mì ngon hơn, hoặc là làm bánh mì nhìn đẹp mắt hơn nhưng mà McDonald's vẫn là đứng đầu trong lĩnh vực này tại vì có thể là những công ty đó họ đã chú tâm vào sai chỗ và đây là những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn à, trong cuối tuần này tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và một cuối tuần vui vẻ và nếu bên nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuần capital thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn như là Binance và những thông tin khác như là bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coi 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví MotaGen Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Let's go Yo I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...